Xe đạp thể thao Hit.com xin chào bạn. Tiếp tục chương trình ngày hôm nay, shop sẽ kiểm tra một loạt siêu phẩm xe đạp Savarua 2020 để gửi cho các khách hàng đã đến với shop đặt tiền trước, đợi hàng về. Và hôm nay hàng đã về, shop đang kiểm tra một loạt siêu phẩm đây. Và hàng đã về Sava gồm có R6, X3, Colorado, Phantom 3, cực kỳ đẳng cấp luôn ạ. Đây là những siêu phẩm, những siêu xe. Và hàng Sava thì nhu cầu tại thị trường thế giới chúng cũng như là các khách hàng ở Việt Nam đang săn đón rất là nhiều. Và trong video này, shop sẽ kiểm tra chiếc xe đạp Sava R6 của chú Tú ở Hải Phòng. Của chú Tú ở Hải Phòng mà nhé. Vâng, chú Tú muốn nhận xe vào ngày đẹp nhưng do khi đó xe vẫn chưa về nên đành phải nuôi lại. Đến khi xe về thì shop có thể giao cho chú luôn. Bạn có thể gõ trong ô tìm kiếm của YouTube từ khóa xe đạp thể thao vip.com sẽ ra các video đặc sắc của chúng tôi, hoặc cách đơn giản hơn là bấm vào nút đăng ký và ấn vào nút chuông để khi chúng tôi ra. Nhưng các bạn ở tỉnh miền Nam sau sổ thì sẽ được ưu tiên giao trước vào nhé. Còn chú Tú ở Hải Phòng thì rất gần, giao rất nhanh, chỉ khoảng một ngày là chú nhận được. Nên hôm nay shop giao cho chú sau một chút, chú cũng vui vẻ và không vấn đề gì thì như lại cho mọi người ở xa nhận hàng trước. Và hôm qua thì shop cũng giao một loạt những chiếc xe đạp Sava thì khách hàng đến với shop mua rất là nhiều anh em. Shop là shop bán xe đạp online số 1 tại Việt Nam. Và một loạt Sava ngày hôm qua shop đã giao, và đây là một tiếp tục những chiếc xe đạp Sava hàng ngày shop kiểm tra rất là nhiều luôn. Đây Sava R6 của chú Tú, chú mua chiếc R6 màu trắng đỏ size 50. Đây, đỏ trắng hay trắng đỏ như thế bạn nhé. Đấy, size 50 shop kiểm tra luôn này. Đối với dòng Sava này thì cực kỳ đẳng cấp luôn, bởi vì sử dụng cái dòng carbon cực kỳ cao cấp. Đây, size 50 bạn nhé. Size 50. Chính xác luôn. Sava R6 full carbon, sử dụng carbon cao cấp của nhà máy Touareg Nhật Bản. Gồm khung carbon, càng carbon, cọc in carbon, tay lái carbon và sử dụng phun rub Shimano 105 R7000. Gồm tay để nắp phần trước phần sau, gạt đĩa gạt nếp Shimano 105 R7000. Và bạn muốn xem chi tiết chiếc xe đạp này có thể truy cập trang web xe đạp thể thao vip.com, hoặc xem theo đường link ở dưới phần mô tả video này. Shop cũng đã làm review cận cảnh chi tiết rồi. Và đây cũng là một chiếc Sava R6 màu đỏ trắng của anh Tuấn ở Hải Phòng. Lại một khách hàng ở Hải Phòng rất là dễ thương. Anh mua của shop rất là nhanh chóng luôn. Và anh Tuấn thì đã thanh toán toàn bộ giá trị đơn hàng. Anh Tuấn thì đã thanh toán toàn bộ giá trị đơn hàng cho shop để nhận chiếc xe đạp Sava R6 này bạn nha. Rất nhiều khách hàng đến shop đã mua được xe và sẽ nhận được xe hoàn toàn hài lòng với lại chất lượng cũng như dịch vụ của shop. Bởi vì đây là những siêu phẩm của 2020. Và bạn đang cần tìm mua xe, hãy đến với shop xe đạp thể thao Vip.com. Bạn sẽ có nhiều sự lựa chọn những sản phẩm của shop, bởi vì shop đang bán rất nhiều loại xe, nhiều chủng loại, nhiều phân khúc, nhiều mức giá, nhiều màu sắc và nhiều kích cỡ, và chắc chắn bạn có nhiều sự lựa chọn những sản phẩm khác nhau. Còn bây giờ shop sẽ khép lại video này tại đây và tiếp tục kiểm tra những chiếc xe đạp tiếp theo và phát sóng trên kênh YouTube vào khung giờ 9 giờ sáng 20 giờ tối ngày, để các bạn các anh đến với shop đã mua xe hoàn toàn yên tâm là xe của mình đã được kiểm tra kỹ càng và xe của mình mua là chắc chắn có đúng màu đúng size và những phụ kiện được kèm theo. Đây là phụ kiện của chú Tú ở Hải Phòng nhé. Một đôi đê đan, một chiếc bơm hydro cao cấp, một bình dầu xích, một gọng nước này, bình nước, đèn hậu, đèn pin sạc luôn, đèn pha cũng là đèn sạc luôn bạn nhé. Rất sáng luôn này. Và một bộ lục giác đa năng 13 chi tiết. Và những phụ kiện này tôi cũng đóng cùng với xe để gửi cho chú Tú. Còn bây giờ hẹn gặp lại bạn ở những video tiếp theo.